Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Thọ. Chương trình thời sự tối nay, thứ 6 ngày 25 tháng 10 năm 2024 sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính như sau. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành mục tiêu về doanh thu, sản lượng đề ra. Học sinh làm quen với đề tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, năm đầu tiên thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa 15 tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn, dự thảo luật công chứng. Buổi sáng, các đại biểu thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Dự thảo luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý, gồm 6 chương, 65 điều, góp ý hoàn thiện dự thảo luật. Các đại biểu cho ý kiến nhiều vào nội dung mối quan hệ giữa quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn với quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia. Các ý kiến thống nhất cho rằng đây là nội dung cần xem xét hết sức kỹ lưỡng, cẩn trọng nhằm làm rõ sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi xem xét chủ trương đầu tư, tránh gây vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Các ý kiến cũng tập trung thảo luận về nguyên tắc lập đồng thời các quy hoạch chung, xử lý trường hợp có mâu thuẫn giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, thời hạn lập quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung xã, thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật công chứng. Đa số các ý kiến tán thành với dự thảo luật không quy định về các loại giao dịch phải công chứng. Đề nghị kế thừa luật công chứng hiện hành quy định văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty hợp danh. Một số ý kiến đề nghị không quy định cụ thể lộ trình xã hội hóa hoạt động công chứng trong luật mà giao chính phủ quy định nội dung này phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và bảo đảm cung ứng dịch vụ công chứng cho người dân. Nhiều đại biểu cũng đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định về các loại giao dịch phải công chứng như giao dịch đối với bất động sản, giao dịch đối với tài sản có đăng ký, giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, các giao dịch khác mà pháp luật quy định bắt buộc phải công chứng. Cũng trong phiên họp hôm nay, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 12. Tập trung thảo luận 13 nội dung thường lệ và 22 nội dung chuyên đề do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình cùng nhiều nội dung khác. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, như đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, cơ chế thí điểm phân cấp và lựa chọn hai huyện trong quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025, phê duyệt chủ trương tổ chức sắp xếp lại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Phú Thọ, quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý, quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, quy định chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa được nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Phú Thọ. Các đại biểu đã cho ý kiến vào một số nội dung chuyên đề dự kiến trình tại kỳ họp, đồng thời thảo luận các nội dung Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất cho ý kiến giữa hai kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Công tác chuẩn bị tài liệu, thời gian gửi tài liệu phục vụ thẩm tra, công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh, kỳ họp thứ 9 là kỳ họp quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2025 và những năm tiếp theo, giúp các cơ quan, đơn vị, lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Để kỳ họp diễn ra đảm bảo chất lượng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở, ngành liên quan, rà soát lại các nội dung, nghiên cứu các văn bản quy phạm của Trung ương để xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Những nội dung theo quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy phải sớm triển khai và thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tòa Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị các báo cáo theo đúng quy định. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thẩm tra các báo cáo, dự thảo, nghị quyết đảm bảo thời gian và chất lượng. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đảm bảo thực chất, hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ Nữ trí thức tỉnh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam. Câu lạc bộ Nữ trí thức tỉnh Phú Thọ được ra mắt với 114 thành viên, trong đó đa số có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, 100% thành viên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu lạc bộ là tổ chức kết nối các nữ trí thức đến từ các ngành lĩnh vực như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế, y tế, văn hóa. Và một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã quan tâm và tham gia sinh hoạt trong tổ chức của hội, trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ. Câu lạc bộ có nhiệm vụ tập hợp, kết nối, phát huy tiềm năng trí tuệ và khả năng đóng góp to lớn của lực lượng nữ trí thức trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, tạo điều kiện cho nữ trí thức làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn giám sát, tham gia phản biện, xây dựng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong nhiều lĩnh vực, đề xuất giải pháp đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ nói chung, phụ nữ và bình đẳng giới nói riêng. Tại lễ ra mắt, đã công bố quyết định thành lập câu lạc bộ, ra mắt ban chủ nhiệm và thông báo quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng lãng hoa chúc mừng ban chủ nhiệm và các thành viên câu lạc bộ. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023, nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long. Giai đoạn từ năm 2013 đến 2023, hệ thống cơ sở vật chất, trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên đã có những bước phát triển đáng kể. Trong đó, nguồn vốn xã hội hóa đã góp phần không nhỏ vào việc tăng tỷ lệ phòng học kiên cố hóa ở các địa phương. Hiện nay, số phòng học kiên cố của cả nước là trên 545.000 phòng, đạt tỷ lệ trên 86%, tăng trên 20% so với năm 2013. Tổng kinh phí xã hội hóa để đầu tư kiên cố hóa, xây dựng phòng học, phòng công vụ cho giáo viên ước khoảng 33.000 tỷ đồng. Đã đầu tư xây dựng kiên cố hóa được 36.000 phòng học, khoảng 1.300 phòng công vụ cho giáo viên. Việc xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất đã góp phần quan trọng tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm huy động nguồn lực để xã hội hóa kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. Phấn đấu đến năm 2030, số phòng học được kiên cố hóa đạt 100% và đầu tư xây dựng đủ số phòng công vụ cho giáo viên theo nhu cầu. Để đạt được mục tiêu này, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác xã hội hóa giáo dục nói chung và xã hội hóa kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên nói riêng. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sự tham gia mạnh mẽ hơn của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vào công tác xã hội hóa giáo dục, đào tạo. Tập trung rà soát và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, đảm bảo ngân sách cho giáo dục đào tạo, phân bổ nguồn lực thực hiện hiệu quả các tiểu dự án liên quan đến giáo dục đào tạo trong các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí tiêu cực, thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ việc huy động và sử dụng nguồn lực xã hội hóa, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả. Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vinh danh, biểu dương các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội hóa, thực hiện kiên cố hóa trường lớp học, đồng thời tiếp nhận tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cho công tác này trong thời gian tới. Sáng nay, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, các đơn vị y tế trên địa bàn. Năm học vừa qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã đoàn kết nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi tăng cao, tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng nghề sau khi tốt nghiệp đạt trên 90%. Công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và hướng nghiệp được quan tâm, chú trọng. Đã chủ động thực hiện ký kết hợp tác với nhiều đơn vị liên kết trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo và xuất khẩu lao động. Năm học mới 2024-2025, nhà trường có quy mô trên 2.600 học sinh, sinh viên thuộc 7 chuyên ngành. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng những thành tích Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã đạt được thời gian qua. Thời gian tới, nhà trường cần tập trung xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới hội nhập và trở thành trường đại học y dược theo quy hoạch tỉnh Phú Thọ, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, xây dựng chương trình đào tạo chuẩn đầu ra, gắn đào tạo với thực tiễn, nhu cầu của xã hội. Tập trung xây dựng, bồi dưỡng và thu hút đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo. Có cơ chế phối hợp cụ thể giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học trong việc nắm bắt nhu cầu, đặt hàng đào tạo, cung ứng cho người sử dụng lao động trong và ngoài nước. Bên cạnh các lớp theo chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường phải đề xuất các lớp đào tạo cán bộ y tế chất lượng cao theo đơn đặt hàng của xã hội, tranh thủ các nguồn lực, chương trình, dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trong việc đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và đơn vị sử dụng lao động. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo năm 2023, năm 2024 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhà trường cũng đã khen thưởng sinh viên thủ khoa, sinh viên có điểm xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên. 30 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập cũng đã được Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ và Ban quản lý Quỹ khuyến học Nguyệt Trí trao quà. Thưa quý vị, những tháng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch về doanh thu, sản lượng đề ra. Những tín hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế trong 9 tháng qua chính là bước đệm quan trọng để sản xuất công nghiệp của tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2024 và tạo tiền đề cho năm 2025. Từ quý 2 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần TASA Group trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn. Doanh nghiệp đã tuyển dụng thêm nhiều lao động phổ thông để khởi động lại 2 dây chuyền sản xuất. Hiện tại, công ty có hơn 1.100 lao động với thu nhập bình quân đạt 9 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Kế hoạch của năm nay là sản xuất 24.000 m2 gạch ốp lát các loại, thì 9 tháng đã đạt gần 20.000 m2. Thời điểm này, công ty tiếp tục bám sát tiến độ đầu tư các dự án lớn để sản xuất và đẩy mạnh thị trường xuất khẩu nhằm gia tăng lợi nhuận và nâng cao thu nhập cho người lao động. Thời điểm này thì công ty đang rất là nhiều việc, công ty cũng mở rộng sản xuất nhiều, chạy thêm dây chuyền. Chúng tôi làm việc hết năng suất của mình cũng như đảm bảo an toàn trong lao động. Công ty chúng tôi đã có những cái định hướng phát triển về khách hàng, về cái định hướng phát triển về thị trường. Trước đây thì đối với thị trường trong nước thì chúng tôi đang ưu tiên và đến bây giờ thì chúng tôi vẫn duy trì. Tuy nhiên là cái định hướng phát triển sang thị trường nước ngoài thì xuất khẩu nó sẽ là những cái kênh để chúng tôi duy trì những cái hoạt động sản xuất và có những cái thị phần nhiều hơn, tăng hơn. Bức tranh tổng thể ngành dệt may cũng dần phục hồi. đơn hàng tăng trở lại từ quý 2, giúp các doanh nghiệp cải thiện sản xuất kinh doanh. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Letvina, nhiều đơn hàng đã phủ kín hết quý 4 của năm. Thị trường chính là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan. Để hoàn thành đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu cả năm gần 200.000 sản phẩm, doanh thu đạt hơn 90 tỷ đồng, công ty đã triển khai nhiều giải pháp như tiết giảm các khoản chi phí để bù vào giá điện, giá cước vận tải tăng, mở rộng đối tác, nâng cao năng suất lao động nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Thời điểm bây giờ thì tất cả nguồn hàng đã rất chi là nhiều so với những thời kỳ mà những năm Covid trở về trước. Và hiện tại thì công ty tôi đối với những đơn hàng từ giờ đến cuối năm nó rất nhiều và những đơn hàng đi rất chi là gấp, nhưng chúng tôi bằng mọi giá đã khắc phục được nó, và cũng như là cán bộ công nhân viên trong toàn nhà máy chúng tôi, trong hệ thống nhà máy thì cũng đã cố gắng nỗ lực và cũng đã đáp ứng được cái kế hoạch xuất hàng sớm nhất. Đồng hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ tập trung thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ kết nối, kích cầu tiêu dùng sản phẩm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp ổn định sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong giai đoạn nước rút cuối năm. Sau rất nhiều mong chờ của các nhà trường và các em học sinh, chiều ngày 18 tháng 10 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Việc công bố sớm hơn 5 tháng so với mọi năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho thầy và trò các nhà trường trong việc tổ chức dạy học và ôn tập, bởi năm nay là năm đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ngay sau khi có đề thi minh họa, cô Thu đã dành thời gian để cùng học sinh phân tích cấu trúc, yêu cầu và kiến thức được đề cập của môn ngữ văn năm nay. Dù giữ cấu trúc quen thuộc và đề thi lựa chọn ngữ liệu không quá khó, nhưng đề ngữ văn vẫn đảm bảo tính mới mẻ. Ở phần làm văn, câu hỏi nghị luận văn học đã có sự thay đổi, phân tích một ý nhỏ của nội dung. Điều này giảm rất nhiều áp lực tâm lý cho thí sinh. Tuy nhiên, các em cần nắm rõ đặc điểm của thể loại, yêu cầu khả năng đọc hiểu tốt hơn, chấm dứt tình trạng đoán đề như những năm trước. Theo em thì việc đề văn năm nay Bộ Giáo dục đưa ra thì không khác nhiều so với năm trước, thì thay đổi một số câu như là câu đọc hiểu, câu nhận biết. Còn việc sử dụng ngữ liệu bên ngoài thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc học của bọn em, vì ở đây là việc đánh giá đúng năng lực của bản thân. Một trong những mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới là tăng tính thực tiễn. Điều này đã được thể hiện khá rõ trong đề minh họa môn toán. Giảm về số câu hỏi nhưng lại tăng về độ khó, cùng với dạng thức trắc nghiệm mới sẽ là thử thách không nhỏ với học sinh lớp 12 năm nay. Điều này đòi hỏi những thay đổi trong cả việc dạy của thầy và học của trò. Qua phân tích thì thấy là đề minh họa năm nay thì so với đề những năm trước thì có đặc biệt môn toán có nhiều cái điểm mới. Ví dụ đặc biệt là trong cái đề môn toán này có rất nhiều các vấn đề liên quan ứng dụng đến thực tiễn được cho vào trong đề, và cái này cũng phù hợp với cái xu thế của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với cái đề thi này thì học sinh ở các khối lớp cơ bản đạt được điểm 5 và điểm 6 sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì thế mà chắc chắn là cái việc thay đổi từ học sinh là cũng phải cần là rất nhiều thời gian. Em nghĩ rằng là bản thân mình cần phải có một vài thay đổi nhỏ trong cách học của bản thân. Là thay vì tập trung quá nhiều vào những bài toán phức tạp thì em cần ôn tập để củng cố kiến thức, nắm chắc kiến thức cơ bản, tăng cường những bài toán thực tế liên hệ với các môn học khác. Và bên cạnh đó thì em cũng cần rèn luyện kỹ năng để đọc và phân tích đề. Chuyển biến rõ rệt từ đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực, mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được thể hiện rõ nét ở đề thi minh họa tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Đó là nhận định chung của giáo viên ở các tổ chuyên môn khi nghiên cứu bộ đề. Có đề thi tham khảo sớm sẽ thuận lợi hơn cho các thầy cô giáo để có định hướng dạy học và ôn luyện cho học sinh một cách phù hợp và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích và cũng là trên cơ sở cái nội dung kiến thức, dạng thức câu hỏi của đề tham khảo thì các thầy cô giáo sẽ rà soát lại cái nội dung kiến thức trong kế hoạch mà đã xây dựng từ đầu năm, điều chỉnh nếu có để phù hợp với nội dung tích của đề, và cũng chú trọng cái việc vừa trang bị kiến thức cho các em, đồng thời trang bị cho các em cái kỹ năng làm bài trên phiếu trả trắc nghiệm, bởi vì năm nay cái phiếu trả trắc nghiệm và cách thức làm bài có khác so với chương trình cũ. Bộ Giáo dục ra đề thi sớm hơn 5 tháng so với năm ngoái. thì đã giúp cho chúng cháu có những cái kế hoạch ôn tập cho hợp lý, phân bổ thời gian này, tập trung chủ động ôn tập những cái kiến thức trọng tâm, những cái kiến thức còn yếu. Sự chuẩn bị tốt sẽ tạo cho chúng cháu một cái tâm lý thoải mái khi mà đối mặt với kỳ thi quan trọng. Học sinh lớp 12 năm nay là lứa đầu tiên thi tốt nghiệp theo chương trình mới. So với mọi năm, số môn thi giảm 2, số buổi thi giảm 1. Dự kiến kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2025. Vướng mắc tới đâu, gỡ rối tới đó. Sự đồng hành của nhà trường và các thầy cô sẽ tiếp sức cho các sĩ tử trong kỳ thi quan trọng sau 12 năm đẻ sách. Chương trình xin được tiếp tục với cụm tin vắn. Cho đến thời điểm này, dự án khu đô thị Pan Miner cơ bản hoàn thành hạ tầng của phân khu 7,2 ha và thi công hạ tầng 8,4 ha mở rộng. Nhiều tiện ích đã được ra mắt và cho khách hàng trải nghiệm như quảng trường Palm Square, vườn thiên, hồ cảnh quan. Và tới đây sẽ ra mắt công viên thư giãn trên diện tích 8,4 ha mở rộng. Hầu hết các tuyến đường tại phân khu 7,2 ha đã được trải thảm nhựa, hoàn thành thi công vỉa hè, trụ cứu hỏa và trồng cây xanh. Tuyến đường 32m kết nối từ dự án đến đường Hùng Quốc Vương dự kiến sẽ hoàn thành và thông tuyến vào tháng 11 năm 2024. Dự án đã hoàn thành thi công kết cấu móng 228 căn nhà liền kề, shop house, biệt thự và hiện đang thi công phần thân của 185 căn với nhà mẫu thiết kế ấn tượng theo phong cách đương đại Mỹ, thuận tiện cho khách hàng tham quan và đánh giá chất lượng sản phẩm. Nhiều dãy phố đã hoàn thiện mặt ngoài các căn nhà, tạo diện mạo chỉnh trang, hiện đại. Đặc biệt, vào 16 giờ chiều ngày 27 tháng 10 năm 2024, chủ đầu tư dự án Pan Miner là công ty cổ phần đầu tư bất động sản toàn cầu GP Invest sẽ tổ chức sự kiện trải nghiệm với chủ đề Happyland. Khách hàng tham dự có cơ hội trải nghiệm các hoạt động, thiết kế mùi hương nước hoa và nến thơm theo phong cách cá nhân, sáng tạo vẽ túi xách, nghệ thuật khăn lụa, thưởng thức nghệ thuật múa ba lê. Năm 2024, toàn tỉnh có kế hoạch trồng 9.150 ha rừng tập trung. Đến nay, các địa phương đã trồng được hơn 9.265 ha, vượt 115 ha so với kế hoạch. Trong đó, trồng rừng sản xuất đạt hơn 9.200 ha, rừng đặc dụng phòng hộ 50 ha và trồng rừng cây gỗ lớn đạt trên 2.263 ha. Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục hướng dẫn chủ rừng chăm sóc rừng trồng theo quy trình, đồng thời đôn đốc hạt kiểm lâm các huyện hoàn thiện hồ sơ thực hiện hỗ trợ chuyển hóa cây gỗ lớn lần 1, lần 2 và hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra, giám sát trồng quế, đảm bảo đạt và hoàn thành kế hoạch năm 2024. Chiều nay, trên sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận đấu đầu tiên trong lượt trận thứ 2 vòng loại bảng 1 giải bóng đá U17 châu Á 2025 giữa hai đội tuyển U17 Yemen gặp U17 Kyrgyzstan. Đây là một trận đấu mà cả hai đội đều có sự tích cực về tinh thần sau khi đã có những kết quả như ý ở loạt trận đầu tiên. Kyrgyzstan nhập cuộc tự tin và họ đã có bàn mở tỷ số đẹp mắt của Katanok ở phút thứ 19. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Yemen được hưởng quả phạt đền và Ankara thực hiện thành công để gỡ hòa. Tới phút thứ 39, một lần nữa Kyrgyzstan vươn lên dẫn trước sau pha lập công của Inache. Có được lợi thế lớn sau hiệp 1, tuy nhiên ở hiệp 2, Kyrgyzstan lại để Yemen ghi liên tiếp 2 bàn, trong đó có thêm một quả phạt đền nữa và kết thúc trận đấu kịch tính với thắng lợi 3-2. Với chiến thắng này, Yemen vẫn dẫn đầu bảng 1 sau 2 trận toàn thắng. Điều này đặt ra thách thức với U17 Việt Nam khi cần thắng cả 2 trận còn lại để có cơ hội vào vòng chung kết. Tối nay lúc 19 giờ, U17 Việt Nam cũng bước vào trận đấu gặp U17 Myanmar trên sân Việt Trì. Những buổi tuần tra kiểm soát trật tự, an toàn giao thông khép kín địa bàn vào nhiều khung giờ như thế này đang được Công an thành phố Việt Trì chỉ đạo các tổ công tác đặc biệt tăng cường thực hiện. Lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất các hàng quán, điểm vui chơi giải trí, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các trường hợp nghi vấn. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định những đối tượng là thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập tại các địa điểm kiểm tra thì chúng tôi tập trung vào các đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, rượu bia và tập trung vào các đối tượng chưa đủ tuổi điều khiển các loại phương tiện. Để kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí những tháng cuối năm, Công an tỉnh chỉ đạo đồng bộ quyết liệt các lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, ma túy và các tổ an ninh trật tự ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Chỉ riêng từ đầu tháng 10 đến nay đã có gần 1.000 trường hợp thanh thiếu niên học sinh bị lập biên bản xử lý vi phạm. Chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp là cha mẹ của học sinh hoặc là người khác mà có hành vi là giao xe cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện mà gây ra tai nạn giao thông. Và tất cả các trường hợp xử lý vi phạm đối với học sinh và đối với cái người thực hiện hành vi giao xe cho học sinh thì chúng tôi đều có thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương và có hình thức xử lý về mặt tổ chức và hành chính. Con số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời gian qua chính là hồi chuông báo động tới các gia đình, nhà trường và cả xã hội trong việc phối hợp giáo dục con em mình. Bởi chỉ khi pháp luật được thượng tôn, việc tham gia giao thông có văn hóa thì số vụ gây rối trật tự công cộng, số vụ tai nạn giao thông mới được kiềm chế, kéo giảm, xã hội mới bình yên. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy một người phụ nữ điều khiển xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã ba. Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, xe máy từ từ di chuyển thì bất ngờ bị ô tô con màu đen lao lên từ phía sau tông trúng, hất va vào phần bánh trước và đầu của một xe ben đi cùng chiều. May mắn không gây hậu quả nghiêm trọng, người phụ nữ bị thương nhẹ. Đáng nói, sau khi chạy ẩu gây tai nạn, tài xế không dừng lại giải quyết vụ việc mà cố tình nhấn ga bỏ chạy, khiến nhiều người chứng kiến bức xúc. Theo Nghị định 100, phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô vượt xe không đúng quy định, gây tai nạn giao thông. Nếu lái xe bỏ trốn bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng, ngoài ra có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Thọ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.